Ok, chào mừng một triệu anh em đã trở lại với cái kênh trải nghiệm TV Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho em ấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những video sớm nhất từ cái kênh trải nghiệm TV nha Thì hôm qua mình đã like một cái con game mới vừa ra mắt đó là cái lóc 3 Phiên bản là 6.3 nha anh em. Thì hôm nay mình quay lại một cái con game mu chuẩn của BC và một cái xe sành cực kỳ cao, một cái xe sành 17 18. Thì ở đây một cái tiêu đề của con game đó là Mufika ở đất 17.com thì mình đang làm một cái vị cờ lát đó là IK và hôm nay không gì khác chuyện là mình đã hứa anh em một cái clip trước cái clip mà mình đã xây win thì hôm nay mình sẽ xây một cái con sói và trước khi vào xây một con sói thì mình xin giới thiệu sơ lược về một con sói chút xíu cái sói tinh còn gọi là cái con là ghi trong game mu tùy theo một cái phiên bản anh em thì sói fan nó giúp chúng ta di chuyển nhanh hơn thiệt hại độ bền của đối phương nè à, tùy thuộc vào các phiên bản mà cái con fan game này sẽ cho chúng ta những cái tính năng khác nhau thì ở đây mình sẽ review xương qua một chút xíu hiện giờ mình sắp sửa quay một con sói nhưng không biết là nó ra sói màu gì thì mình sẽ đọc cái tên màu cho anh em biết và chia sẻ với nhau nha con sói màu đỏ thì còn gọi là sói thường nè à. không có tính năng gì quá đặc biệt và kế tiếp đó là một con sói đen you <laughs> sói đen thì anh em gọi đó là sói tấn công nè cộng thêm 10% sát thương và cuối cùng đó là con sói xanh là sói phòng thủ nè hấp thụ 10% sát thương đó là những cái con sói thông dụng mà chúng ta có thể là xây chế ra được còn những cái nguyên liệu để xây chế ra thì anh em có thể là kiếm cho mình những cái nguyên liệu đó là mảnh vỡ của áo giáp nè bảo hộ nữ thần thì hai cái đó cộng theo kết hợp trao thì chúng ta có thể là chế tạo ra một cái mảnh sừng năm cái mảnh sừng cộng với là 10 cái năm sói cộng với một trao thì cho chúng ta ra một cái sừng gãy thì chút xíu nữa mình đã có sừng gãy rồi nên mình sẽ bỏ qua cái công đoạn là ép từ cái mảnh vỡ áo giáp nè và bảo hộ nữ thần mình sẽ đi thẳng vào vấn đề biến về một cái map cho anh em xem anh em muốn xây chế gì thì hãy về cái map là Noga cho mình nha và ở đây mình sẽ mua những cái gương đồ trước nha anh em những cái gương đồ này mình sẽ lấy ra mình sử dụng để cho nó đỡ chặt gương nha anh em và mình sẽ sử dụng lần lượt mình sử dụng hết nha khi mà mình sử dụng cái gương đồ xong phải cần đổi nhân vật nha khi mà đổi nhân vật xong thì chúng ta lại có những cái gương như gì đây mình mới dùng liền thì nó không có liền đâu nha anh em mà chúng ta sử dụng xong là nó sẽ có như vậy để cho anh em chúng ta tiện bời xây chế hay là kiếm chứa đồ trong đây cho nó dễ nha ở đây là mình sẽ đưa những cái mảnh sói ra ngoài hết mình sẽ làm một phát một luôn cho anh em xem tiếp theo anh em muốn xây được một cái con sói hoàn chỉnh thì đầu tiên các anh em không thể thiếu là cái mảnh sừng gãy Tiếp theo đó là chúng ta phải có là một cụm lai là gồm 3 viên và một chao. Thì như vậy chúng ta sẽ kết hợp được một cái thành công của một cái con sói nha. Nhưng mà mình vào xem coi xem tỷ lệ của nó là thành công bao nhiêu. Thì đây là mình chuẩn bị những cái cụm lai cộng 3 và chao thì chỉ cộng một và cái mảnh sừng. Hy vọng là sẽ cho chúng ta một con sói chứ cái hành trình mà kiếm con ngựa của mình á thì nó quá gian nan rồi anh em nó không có để mà mình kiếm anh em à mình xem mình bỏ thử món bùa lúc vô nó có tăng tỷ lệ không nha anh em mình thả bùa lúc ra à như vậy là nó chỉ có là 32 phần trăm khi chúng ta bỏ hai mảnh đồ lúc vô nó chỉ được 32 phần trăm thôi mình sẽ sắp xếp cái gương này lại cho nó hoàn chỉnh nha anh em khi có cái gương như vậy anh em farm nó sẽ rất là dễ nha vì nó sẽ chứa đồ vô một cái phần nào đó để cho anh em xem thì ở đây mình sẽ kết hợp nha lần đầu tiên xem là nó có ra được một cái con sói không rồi nó xịt quá lẹ anh em ơi quy tỷ lệ nó chỉ có ba chục phần trăm nha anh em và mình sẽ vào ở trong cái shop cho anh em nha xem đây cái shop này á thì nó sẽ có là ở đây một cái bùa lúc cho chúng ta là 3 k thì một chục viên là nó ba chục k mình sẽ mua thử một chục viên để mình xây lấy cái phần chắc trước nha anh em rồi cái sau mình hả test nhân phẩm qua cái lần thứ hai này mình đã có mua một chút xíu là bùa lúc để là mình xem là sẽ được cái con sói nào không nha anh em mình sẽ cho nó maximum là nó sẽ lên được bao nhiêu đây 38 40 mình chỉ được là 40 phần trăm anh em ạ à. chỉ mát chỉ số 40 phần trăm nó không cho chúng ta lên nữa nên anh em bỏ nhiều vô cũng không được kết quả đâu thì ở đây mình sẽ tiếp tục mình xem một con thứ hai nha à như vậy là chúng ta đã ra được một cái con sói thành công rồi nè 40 phần trăm nhanh năm một cái con sói rất là ngon lành luôn cái gì cũng vậy anh em có uh, cố gắng là sẽ có thành công ra và mình uh, tiếp tục mình sẽ xây uh, nốt cái này ở đây uh, tại vì mình có một con sói rồi nên uh, ba cái bùa trao này mình sẽ sử dụng thêm một lần nữa cho nó hết luôn nha anh em mình kiếm uh, hai con cho hai con nhân vật của mình nha xem nào nó có cao 38% phần trăm hai con nha anh em như vậy nó cũng khá là tuyệt vời hôm nay chắc sói một bầy quá anh em ạ à. cái linh cảm của mình là sói một bầy luôn nha anh em và test dặn mai ở cái khung là 30% nha Mua ba cái bùa lúc làm gì anh em à Như gì đây thì nó cực kỳ là tuyệt vời rồi Không còn cái từ nào để diễn tả nha Khá là ngon lành luôn Gỡ gạt là được nha anh em Mình có thể là mình gỡ gạt ba cái win con C của mình là Rồi Vừa nói gỡ gạt luôn anh em Vừa nói gỡ gạt là nó đã xong ngay Vì đây là những cái nguyên liệu mà chúng ta rất là dễ kiếm anh em chỉ cần kiếm được cái cho mình cái viên ngọc là led Thường thường người ta gọi là B Hoặc là các anh em uh, kiếm cho mình là những cái nguyên liệu là led nè Và ở đây là sụt còn gọi là ếch Và đặc biệt có những cái đồng tiền vàng Những cái đồng tiền vàng này là cho ra cái bánh sừng cao nhất có thể Và mình sẽ ép ở dưới cái tỷ số là ba 30 Thì nó hơi uh, có phần nào đó là nó lăn tăng nha anh em Nhưng mà không sao anh em Vì mình đã có số giữ nhà rồi À, cũng đâu đó cũng được ba bốn con rồi à. nên à, cái vụ xịt này á thì mình chỉ làm cho nó đẹp clip thôi tại vì à, nếu mà ăn hoài á thì à, ad người ta cũng đâu chịu anh em và cái lần này thì cầu mong là nó sẽ ra cho mình à, một cái gì đó là, là nó ngon làm chút xíu nha chậm chậm thôi anh em Và wow, tiếp tục một con sói rồi thì ở đây 10 mảnh thì chúng ta được làm đâu đó là được bốn con sói thì như vậy là nó cũng khá là tuyệt vời nha được một con sói đỏ nè khá là đẹp anh em ơi không còn từ nào để diễn tả nha thì như vậy nó cũng gỡ được mấy chục ca cái win con C của mình nha và một cái điều thứ hai thì mình sẽ lên trên map EB Lan khi chúng ta có được một con số rồi thì phải thừa thắng xong lên anh em thừa thắng xong lên để làm cái gì thì anh em lên trên đó mình sẽ mua một cái cây vũ khí gu để mình xem là cái dặn mai và cái nhân phẩm của mình nó được tốt không anh em ơi tại vì một cây vũ khí gu á thì nó cũng cực kỳ là mắc đỏ nha ở đây thì có một con số công đây anh em đã quay số công rồi người ta có luôn cáo rồi anh em à thì anh em bấm từ từ dần tới chọn cho mình ngay cây vũ khí một cây vũ khí là 100 k nha 100 kg thì mình sẽ mua không có chần chờ gì hết anh em và test luôn cái nhân phẩm của mình rồi nó không có hai cái dòng lúc luôn ha không có hai cái dòng lúc thì chúng ta đập lên thì nó khá là tốn kém thì mình sẽ test dặn mai mình đập lên luôn nha anh em hôm nãy thì mình bỏ ba cái bùa lúc khá là nhiều bây giờ không còn bùa lúc để đập luôn đập một phát một là lên chính luôn cái lực tay của cái kiếm của mình á thì là 352 và 357 còn ở đây là chỉ là 290 mấy thôi nên nó cũng không có cao lắm nha anh em nhưng mà được một cái là nó lúc thì như vậy mình đã xây được một cái con sói nè và thật tiếc là mình quay ra một cái cây vũ khí nó không có hai cái dòng lúc nha anh em thì nếu mà có hai dòng lúc thì mình sẽ đập lên 15 cho anh em xem luôn và chừng nữa mình sẽ kiếm ra cho nó được một cái cây dòng lúc mình sẽ ép lên 15 xem là nó sẽ như thế nào hiện giờ thì chỉ dùng tạm cây cộng chín đỡ nha anh em vì cái set đồ của mình nó thì không có cái nào quá cao sang đâu nó chỉ là cộng 7, cộng 8, cộng chín thôi chứ không có gì hết quả đây thì mình lại đây mình sẽ test một số vật phẩm xem là nó có ra được những cái gì là ra trò ra trống gì không nha anh em ơi. thì sau hai lần xây đồ thì mình không có ra được cái gì quá nhiều quá cao sang chỉ được một cái dây chuyền s và bên đây cũng là dây chuyền s nó cũng là một cái là ngon lành nghe anh em tại vì dây chuyền cấp cao và được một cái là bùa trao chống xịt ba mảnh sói còn bao nhiêu là toàn là những cái linh tinh linh thiên chứ không có cái gì nhiều nha anh em đấy thì anh em có thể là vào trong đây chơi để trải nghiệm nha ở đây là mình có một cái ben nè một cái band này nó 4 slot thì mình sẽ chừa lại nha. Những cái nào 4 slot thì chừa lại nha anh em. Còn 3 slot đó thì cũng chừa lại để mình dự phòng. Nhiều khi mà anh em có chơi một cái con nhân vật nào đó thì các anh em cũng có cái mà để dùng nha. Ở đây là mình có một cái band 4 slot nữa đây thì mình sẽ bán bớt những cái này những cái ba này mình sẽ bán đi bớt nha thì tổng quan mình chỉ nhận lại được bao nhiêu thôi anh em thì từ giờ mình cũng đầu tư khá nhiều vào trong đây thì mình sẽ cắt bớt ở vào trong gương bớt nha anh em ơi những cái nào mình không dùng tới thì mình sẽ bỏ bớt vào trong gương để nhiều khi mà mình farm á để có cái mà mình chứa nha để không thôi là các anh em không có chứa được để không thôi là các anh em không có thể mà chứa lại được nha bấm ra đây cho anh em xem qua clip sau mình sẽ làm một cái mà anh em chắc chắn sẽ mong chờ là mình sẽ là một cái pentagram mình sẽ khảm vào những cái thuộc tính và nâng cấp một cái pentagram lên để cho anh em xem thì ở đây là một cái clip mà mình xây một cái con sói và nó cũng chưa đủ hết nguyên liệu nha tại vì mình có đi một cái đường tắt vì đây là một cái xe sành cao thì mình đã đi cái đường tắt là mình có cái mảnh sừng gãy sẵn rồi mình không cần phải khảm những cái mảnh dở vô rồi bảo hộ nữ thăng hay là những cái mảnh sừng nhỏ rồi ghép lại hành mảnh sừng gãy thì cái đó là mình sẽ đi vắng tắt các anh em chỉ cần là bỏ thời gian ra vào cài cuốc kiếm những cái đồng tiền vàng kiếm bê sụt và kiếm những cái nguyên liệu cần thiết như mình để có thể là xây một cái win hai một cái win 3 hoặc là khả một cái pentagram anh em có thể là vào trong đây để trải nghiệm một cái con game mà chuẩn của pc và cái xe sành 18 admin tiến đặng sẽ phục vụ anh em 24 trên 24 nha anh em những cái thắc mắc gì về, về cái con game thì anh em có thể là comment vào cuối phần video các em có thể là vào trong một cái group hoặc là có thể là vào trong một cái trang web là mufika ss 17 com để anh em trải nghiệm và tìm hiểu tham gia một cái con game nha anh em và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn các em ở một cái video lần sau nha.